chiếc xe mỗi mùi đi ngang qua mình nó xúc để rộ như đi bốc mắt. Đấy, cả lên vậy. Ừ, gọi giấy đang đợi sức. Chắc ở đây số chứ. Nên cho vịt ăn còn nấu rán cái này hay là để là luộc? Nấu. À, phải nấu đã. Dạ, ra nhà thôi em. Núi cả cho to nhảy quá. Cái mừng cá cá ở được. Răng đẻ ghê sới. Được là lần áp cá rô phi ra được đấy. Thì cá rô phi nhiều hơn ngang được mà không được. Cá rô phi cũng có đấy nè. À. Cá rô phi cũng có chứ còn. Dạ điên mông. Ô. Đà liên. Không sao. Đây, 30 giây giờ cài đẹp rồi. Anh mua cái động lưỡi này cho khỏe, bỏ đó và chiêu xuống lấy cho khỏe. Thấy đó. Dạ được rồi. Ủa vậy? Điên mày với con. Hai giờ. Ba anh em mới chịu. Tháng 31 giờ 15 á. Nha. Tháng 31 giờ 15 á. 15 là mấy trạm xã á. Thì con cái trạm đi chứ chưa. Đó tao nói chứ mọi trường đóng trường học đó. Dạ. Mà cái này mà đặt cái máy đấy hàng cuối phải 5 tiếng sau mới cho đóng. Cái này chưa đến trường lâu rồi chứ trường chứ hết. Thì con trục trên đã mãi rồi. Dạ. Nên con quanh dưới này mấy trạm hai mang trạm khác trạm. Tỉnh đó là cà lang đấy là cấp luôn nhá, cấp là cấp cà lang nhá. Thấy như nhiều trạm đấy trồng cỏ trồng khô, chỉ có ái dính vô trạm đấy thì mới bị cấp đấy. À. Ô, cha ơi là cà rô. Con cà rô. Cà
Đó, những cái rô nó có cái hồ ấy. Dạ, à, đúng rồi. Mà đi ăn này, thả rồi chứ, đi. Cái sợ cái chú ơi, chú đừng đáy cũng lo lắm. Nhiều cả ơi, chú lén cái đó. Ừ, cái sợ em ra là chú ấn lượng số nữa này. Mời xem nó mới tay xuống đấy à. Nhiều này cả ngang đây. Vâng ạ. Một củ củ nửa cá, nửa cá đỏ đấy. Củ nửa cá. 30 giây là nửa cá đây. Ủa cái gì đó. Ủa cái gì đây? Đừng bỏ. Bắt nó ngay. Này cá đó, này cá đi theo đằng em mới bắt đó. Đây coi. Mẹ em đi mệt là đúng mà có thằng bắt tôi có nhiều đúng không? Theo đi em luôn. Cái lại cái gì mà khơi cái này khỏi cái chỗ này. Thôi rửa được rồi. Toàn cà rô hí lắm. Toàn cà rô luồn hí đi. Mày nắm đi rửa. Mày nắm đi toàn cà rô. Để chứ để mua hiện mua phải đang đi múa đi. Vâng rồi. Bắt. Không ăn bắt. Cả thiên này nhiều cũng được đang ngon. Bên đi cả họ mà cầm mà cả cẩn. Nó đang đi mấy đây. Tiếp chung. Cả cẩn tiếp chung rồi á. Chỗ mấy con răng trắng nó được thế nhỏ 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 nó không có. Cái trường học á. 30 con này. Vụ mua 12 con chứ đó. Con còn đem lên. Thả xuống cả lần lên. Thả xuống cả lần bộ. 30 giây thôi. Vịt ăn ngả cho người. Chắc lên đâu tới mình nhau. Bây giờ sáng này bắt đói luôn. Vô béo thế. Vô béo thế cột cái đứa. Cậu đặng nghe ra mờ ăn cũng ngồi. Ăn nó sẽ chết nè. Ăn nó chạy xuống lại, ăn nó chết. Ờ, đây nào còn cái bóp thì đó, hai con luôn, ừ, hai con luôn đấy. Nó mới chạy xuống ngã, nó đang chết. Vừa đi lục lục cái đồ ba một cái thằng mươi đừng có lục rồi nè. Vừa con vô đi. Gió trời, gió đất. Lục lồi. Đồ này bỏ xuống xong, bám dưới xong rồi lên. Không có sức nó dơ đấy thế. Như tập đò tay chứ có một... Có cái giấy đấy. Nghe quả thảo đi. Cái này mà lừa. Ôi, cái răng chiếm kiểu nó mà lừa ngà. Sao lừa ta nói, lúc lừa ta nói khỏe mất. Mày có một lần kia nó liên ấy. Thì đã mua rồi là nãy giờ đi để được mãi nữa. Ở với chủ nữa là chủ mà ở đây là ông ngồi lừa. À đây. Ông mà ngay chỗ. Một cái lỗ bỏ bên đi chỗ bên đi chỗ. Nên cái vừa chúa. À đấy là có rồi. Cái có muốn bật. Nên cái vừa. Đúng cái đâu ra mua phanh cho cực. Đây kia. Kiếm đi giấy mà lối chứ khỏe chứ cầm tay tôi mệt. Xuống xả xuống à lui này xuống bắt đầu bắt cái cảng cái gãy giấy không biết giấy mua rồi nữa mà
Cái chỗ này buổi đêm mới tốt, cái vừa xuống là có cái tàu luôn. Ừ. Cái sáng em ra anh cho chi nào rồi lưỡi nào thì ú mà cái tay lưỡi mang tóc mua bằng cẳng cả tay lưỡi luôn, tạo gì đó. Mà cả chi mà giống cả cẩn lắm rồi, em nói cả cẩn mới chi này chỉ nó thay. Còn cái tàu nữa nè.